Xin chào quý vị và các bạn yêu âm nhạc trên mọi miền của Tổ quốc. Hôm nay, Hùng Huyền Đông Anh mới về một cặp loa 3 đường tiếng rất đẹp của Mỹ. Vâng, nhìn qua đây thì chắc chắn rất nhiều các bác đã nhận ra đây là cặp loa JBL có model là L100T. Với vỏ thùng bằng vân gỗ lạng rất đẹp thì cặp loa JBL L100T luôn luôn nhận được sự săn đón của anh em yêu âm nhạc, vừa thích nghe nhạc vừa yêu hình thức để trưng bày. JBL L100T có chiều cao 93, chiều rộng 41 và chiều sâu là 32 cm. Cặp loa này là loa 3 đường tiếng gồm một bát 30. Vâng, loa bát 30 nhưng bát của model này rất sâu, lòng sâu như một chiếc gầu múc nước và rất mềm mại, hứa hẹn cặp loa cho tiếng bát rất mạnh mẽ, rất uy lực. Một loa chung 12 và một loa chép titan là 2,5 cm. Loa có trở kháng 8 ohm và độ nhạy là 91 dB. Trọng lượng của một thùng loa là 29 kg. Vâng, đây là một cặp loa rất đẹp, chiều cao trên 90 cm, rất thoáng đãng, rất bắt mắt. Cặp loa này thì các bác có thể ghép cùng với âm ly Neumann, Marzahn, Đàn Nông hoặc là một vài mẫu âm ly khác như là Acouphase hay là Magentop thì đều cho chất âm rất hay. JBL L100T hiện đang được bán tại Hùng Huyền Đông Anh với giá là 32 triệu. Nếu quý vị và các bạn đang cần tìm một cặp loa đẹp để trưng bày, chất âm hay để thưởng thức, để thư giãn sau mỗi ngày làm việc thì hãy tham khảo cặp loa JBL L100T đẹp xuất sắc đang có tại Hùng Huyền Đông Anh. Mọi chi tiết xin liên hệ Hùng Huyền Đông Anh, số điện thoại 0984285477, hoặc mời quý vị và các bạn đến xem hàng trực tiếp tại Trung tâm Thiết bị Âm thanh Hùng Huyền Đông Anh ở địa chỉ số 10-12, ngõ 24 đường Cao Lỗ, thị trấn Đông Anh, Hà Nội, đối diện với Bưu điện huyện Đông Anh. Vâng, đây là cặp loa đẹp xuất sắc, vuông thành sắc cạnh, không hề sứt mẻ bất kỳ vị trí nào các bác nhé. Đẹp như mới, vỏ thùng trơn mịn rất đẹp. Tuyến loa các bác nhìn. Như tôi đã nói, cặp loa JBL L100T hiện đang được bán tại Hùng Huyền Đông Anh với giá 32 triệu. Nếu các bác quan tâm thì xin mời điện thoại 0984285477 để sớm được sở hữu cặp loa đẹp xuất sắc này. Xin cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại.